Mình xin chào tất cả các bạn của sinh nha. Mọi người ơi, mình vừa mới đi tập quân nhân về bạn. Mình vừa mới đi tập huấn trong vòng 15 ngày. Thì nói chung là không có gì làm nên mình đã tham gia một cái huấn luyện của nhà nước là 15 ngày. Thì những bạn nào mà mới đi thì không biết thì các bạn có thể xem cái video này của mình nha. Đó, nói chung là nó cũng không có cực và cũng không có khó khăn gì đâu. Nói chung là thời gian thì họ cho mình nghỉ ngơi rất là nhiều đó, và họ nói chung các sĩ quan ở bên đó, nói chung là chỗ huyện mình đó thì họ ok lắm. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ mời các bạn xem lần đầu tiên đi quân nhân nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn ơi, những cái món ăn của quân nhân này á, là mình đi á, nói chung là họ cho cái phần rất là ít đó. Thì theo bạn có thể ăn được hay không đó, thì cái phần của mình nó là 57.000 đó, mỗi anh em đều bị chia ra hết 57.000 đó. Thì theo năm nhé các bạn, thì năm nay mình đi là được 184.000 chứ không biết, mà họ trừ đi 57.000 còn 100 mấy đó là phần tiền hàng ngày của mình đó. Thì các bạn hãy xem những cái món ăn của quân nhân như thế nào các bạn đó. Cũng có lúc ăn được và cũng có lúc ngon và cũng có lúc dở, thì theo khẩu vị của các bạn thôi. Mình thì mình gán ăn các bạn chén nha. Gì đó. Quay đầu số mà một cá tòng và cách chua. Anh giữ dạ. Tự nói mày ghê vậy. Mày ăn còn ghét nữa. Mày. Quay về cho ba má coi. Được cái mỏ đây coi. Gửi cho ba mẹ coi là mình ăn uống đàng hoàng. Xin vài đoạn cái. Thank you.
chơi. Bạn em đi qua đây mình làm như mình đi du lịch. À, chớ qua nè. Không phải đi du lịch. Thank you.
anh em có ai ăn uống thì đặt giống như mình nha đó, nhưng mà tùy theo chỗ, có chỗ thì không cho ăn kiểu này đâu. Chỗ tôi hơn lắm là được cho ăn vậy nè, là tôi xin số điện thoại của anh xe ôm đó rồi tôi đặt vậy nè. Bây giờ là mình ăn sáng đây các đồng chí ơi. Đó, những đồng chí nào chuẩn bị đi thì hy vọng là được giống như tôi cũng khỏe nha. Chứ ăn cơm trong đây không phải là mình chơi, tại vì nó khó ăn quá. Đó. Rồi vậy thôi các đồng chí. Anh em nghe, hôm nay là nhóm của mình đang tập gấp súng các bạn nha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thử mình tháo gấp súng cho các bạn xem nha. Thank you.
Chỉ bán được mấy? Mày. Bài cũng tốt là như vậy. Trước khi kết thúc cái video này thì mình xin chúc cho những các bạn mới gia nhập ngũ, nói chung là mình tham gia cái quân nhân này cũng không có phải là có hại hay là bị áp bức cho các bạn. Nói chung là đi cái này mình giúp cho các bạn trẻ đó huấn luyện được những cái gì nhỏ trong quân đội thôi. Tại vì cái này là không phải là trong quân đội luôn đâu, mình vẫn còn là người dân mà. Nó nhưng mà mình vẫn có trách nhiệm là để bảo vệ dân. Đó thì mình xin chúc cho các bạn mới gia nhập đó, quân nhân tự vệ là cố gắng vượt qua nha các bạn, cố gắng làm cho trách nhiệm của mình nha. Đó. Và bắn súng thật tốt nha các bạn. Nếu bạn nào bắn tốt thì sẽ được nhà nước đó, mời đi dự hội thảo các bạn, hội thao đó, đó để mà bắn súng. Đó. Thì mình bắn có 16 điểm vậy à, đâu bắn cao gì mấy đâu. Đó. Cũng cố gắng thôi, nói chung là mình rất là nghe tiếng súng rất là hồi hộp. Thì các bạn hãy cố gắng bình tĩnh nha, không sao đâu. Đó, từ từ mình sẽ làm được hết. Đó, thì mình xin chúc các bạn mới tham gia hãy cố gắng lên nha và bình tĩnh tự tin. Rồi, xin chào các bạn.